Bạn gái ông có nó à? Thế còn nghĩa là suốt rồi. Hồi đó học á, thưa rồi đó. Tôi đi vắng một cái là ông ở đây, ông cưa cầm cả nhân viên của tôi. Không sao đâu à? Thế bây giờ sao? Yêu con bảy hay là yêu con bánh bèo đấy? Con nào? Đấy, con bảy đang đi lên này. Ưng nó không? Ưng nó không? Tôi xây cho một cái lâu đài. Mê gái nha, tôi thấy rồi nha. Thấy gái là cơ tôi cự. Cái gì gái đẹp lắm à? Ai đẹp? Ai đó? Đúng rồi, ai đi theo á? Ai đi theo? Phải luôn. Đấy, mê con kia phải không? À, con giỡn đó. Cái gì thì làm gì? Hay con giỡn đó, trên lầu á. Hay chơi vào đó trên lầu á? Trên lầu á, cá cũng con rồi á. Với hai ở dưới này. Một đêm làm mấy cái? Không biết hả, dạ không à. Thì không làm cái nào à? Ừ, dạ không à. Thôi anh quê á. Vâng. Ông xã tôi các bạn. Không sao, không có gì hết. Bất giận đi. Bất giận nè. Bất giận ha. Không, tôi không giận đâu, tôi chia tay luôn, tôi ly dị luôn. Tôi ly dị luôn nha. Cái gì? Làm sao nắm tay tôi cái gì? Nắm tay gì mà nắm lại tôi xem ạ. Chia tay đi cho bớt đau khổ. Tính tiền bàn hai cho anh ý kìa. Cái tay này nắm tay bao nhiêu con rồi, nói tôi nghe. Cả tháng tôi ra đây một lần mà dám sơ hào mấy con nhân viên. Đấy, đã bảo rồi. Tôi chỉ thích tuyển nhân viên BD thôi. Có ông xã mà lăng loàn thế này đây. Cái gì, nhặt gì ông cha? Có. Đi xin đó. Mô Phật. Mô Phật. Làm gì cho yên? Đi chùa hả? Hôm nay ngày mấy đi chùa? Hôm nay là bà nội em. Bà nội em rồi sao? Bà nội mới mất rồi. Thế hả? Mày nói mình mang á. Thế hả? Thế hả? Em con em. Mê con này hả cả nhà? Đây này, ông xã tôi mê con bé này, mê con bèo này nè. Đẹp lắm à? À, thấy nó trẻ hơn tôi, phụ bạc tôi. Thứ đàn ông khốn nạn. Chồng khốn nạn. Đàn ông khốn nạn cả nhà. Thằng chồng khốn nạn. Tình yêu tình báo 10 năm trời, thấy gái trẻ là tâm tớp. Tôi đã chết đâu. Không sao cái gì, tôi đã chết đâu. Cả nhà bảo tôi phải làm sao? Nói lại. Nói đó làm. Đi học này á, anh đạo là lại chúa, lại là lại chúa, gái này là lại chúa, lại mê trai luôn. Lại chúa này à? Mình đạp vào đây nào chúa? Con gái này lại chúa. Đạp vào đây nào chúa? Công giáo á. Ừ, công giáo rồi. Để nhà thờ quá. Trời, vào nhà thờ còn hôn nhau không? Đó còn đi rồi. Hay mê con áo vàng này. Ôi trời ơi, Phương ơi, con này nó bự quá. Tao bảo là mê con áo vàng à, bảo không, con này nó bự quá. Bảo Phương xấu béo mà. Mê con áo xanh như kìa. Đó, 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 mê con áo xanh rồi. Mê con Thảo kìa. Mê con Thảo rồi, không mê con Phương đâu. Cả nhà thấy ghê chưa? Mê gái trẻ, con Phương có con với chồng chưa? Con Phương có con với chồng chưa? Gái đồng chinh. Gái đồng chinh. Có gì hả? Ghê quá trời quá trời. Đi theo hoài à? Đi theo ông hả? Điên à? Ở đây trông quán cho tôi đấy nha. Gọi khách cho tôi đấy nha. Khách gì không?